Hello, thầy Ngọc Anh xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học vật lý các bạn nhá. Thì thầy đang chuẩn bị đun trà theo phong cách thật sự. Nhật Bản. Thầy Trang rồi, thế thì bây giờ ta sẽ đi tính nhiệt lượng để nước có thể sôi được. Thầy sẽ đổ vào đây 50ml nước nhá. Đấy, và em biết rồi, nhiệt dung riêng của nước là lấy khoảng 4200 đi, dung trên kg Kelvin nhá. Đấy, và cái ấm này nó khoảng tầm 300g. Nhiệt dung riêng của ấm khoảng 800, nước 4200. Thì thầy sẽ đun thằng riêng để xem là bao giờ sẽ sôi được cái ấm nước này nhá. Bây giờ sẽ đun bằng riêng để xem là bao nhiêu lâu. Ui. Chắc là đun đến sáng mai rồi các em ạ. Thôi, thầy treo lên thôi. Học ít thôi, chơi nhiều lên nhá. Bye bye các bạn.